Nuôi bồ công nha bạn, em bán một cặp nuôi bồ công. Cái này cũng đẹp không nè, cái này cái đế nó nở đẹp không. Cái này cắt cái bài rồi nha, mình để cái tông cao nha bạn. Cái này cắt cái bài làm cái phơm cực lắc cái này đẹp không này, cũng được lắm nè, đó nó chìm ngay ngon là thấy không. Cắt lại lùng xuống cũng được, để ngọn này cũng được. Cắt lại lùng xuống. Nhưng mà mình để tông cao cho ai chơi tông cao chơi. Đây một cây. Cây này hoành 27. Chiều cao nó 23. 24 thì nó 24, ok. Cây này cái cắt thì lắc cũng đẹp lắm nha mọi người, để tông cao này, xài cành này với chuyện với ngọn nó cũng lắc mà, tông cao lắc. Cây. Combo này bán 2 cây nha bạn. Cây này cũng đẹp nè, cây này cái đế nó cũng đẹp được. Cây này dáng nó cũng lắc nè. Có cốt, nó có cái điểm mọc ngon. Hơi cái bọc nó hơi nghiêng lên lại cho bạn rồi. Trồng phải đứng nè, nó cái tông lắc đẹp ghê không? Đảo ngọn. Nó bắt canh đây lên ngọn qua đây. Hai cây, combo 2 cây. Cái này sẽ nhóc được 26, gần 27, không tới 27. Cái kia nãy 27, 28. Chiều cao 23. Hai cây gần bằng nhau à. Hoành gần bằng nhau luôn. Combo 2 cây. Hai cây này mình bán 400k bao ship nha bạn. Combo 2 cây. Lô này già cây lâu không phân thuốc nữa, lô này mình trồng nhà mình biết. Hai cây nha bạn. Hai cây 400k bao ship. Là mua được ngon 2 cây. Nó cây bự bự vậy già. 2 cây 400k bao ship. Mình lên cái một clip à, làm không kịp, khó rồi.